Thưa quý vị và các bạn, nhắc tới cây kim ngân thì chúng ta thường nhớ tới tác dụng đó là trồng làm cảnh với mong muốn mang nhiều tài lộc cho chủ nhà. Bên cạnh đó, cây kim ngân còn có nhiều tác dụng chữa bệnh mà ít người biết tới, ví dụ như là thanh nhiệt giải độc, điều trị các bệnh mụn nhọt, dị ứng và mẩn ngứa, điều trị sưng đau hầu họng, viêm amidan hay là đau mắt đỏ. Hôm nay, trong mục vị thuốc quanh ta của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu kỹ hơn tác dụng của cây kim ngân đối với sức khỏe của chúng ta nhé. Cây kim ngân là một vị thuốc trong đông y. Hoa mọc thành chùm từ 2 đến 4 hoa. Ban đầu hoa có màu trắng, sau khi nở một thời gian sẽ chuyển sang màu vàng. Trong cùng một thời điểm, trên cây sẽ có cả hoa trắng và hoa vàng, nên thường được gọi là kim ngân. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều cái tác dụng thì vị thuốc này có đặc tính cụ thể như thế nào và được sử dụng trong các bài thuốc như thế nào để có hiệu quả cao nhất? Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn thông qua cái buổi trò chuyện cùng với bác sĩ đa khoa Trần Thị Lệ Thủy, trưởng khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng của Trung tâm Y tế huyện Điện Biên ạ. Xin kính chào các quý vị khán giả đang xem chương trình ạ. Vâng, cây kim ngân hoa hay còn gọi là cây nhẫn đông. Cây kim ngân thì thường có cái tác dụng của cây kim ngân ấy là thanh nhiệt giải độc này, thanh giải biểu, thanh thấp nhiệt, thường được sử dụng trong điều trị các cái bệnh mụn nhọt, nhọt vú, nhọt trong ruột, đinh độc, dị ứng và mẩn ngứa da. Kim ngân hoa còn được sử dụng để điều trị ngoại cảm phong nhiệt, sưng đau hầu họng, như ví dụ như là viêm amidan hay là đau mắt đỏ, sốt nóng ở thời kỳ đầu, điều trị bệnh lị hoặc tiểu tiện ra máu. Các bài thuốc thông dụng từ kim ngân: dùng kim ngân để điều trị tiêu chảy, dùng từ 2 đến 5 gram cành lá kim ngân, sắc dưới dạng thuốc sắc, uống hàng ngày và giảm liều lượng dần khi tình trạng tiêu chảy đã thuyên giảm. Chúng ta có thể sử dụng kim ngân để điều trị cảm cúm với liều lượng như sau: kim ngân hoa 6g, cam thảo 6g, nước 200ml, sắc lại chỉ còn 100ml và chia uống từ 2 đến 3 lần trong ngày. Với bài thuốc dùng kim ngân hoa để trị mụn nhọt, lở ngứa, chúng ta sử dụng kim ngân hoa 6g, cam thảo 3g, nước 200ml, sắc còn 100ml, chia uống trong ngày từ 2 đến 3 lần. Khi dùng kim ngân hoa ấy thì nên tránh một số những cái trường hợp, ví dụ như là mọc mụn nhọt nhưng mà đã vỡ, gây loét thì không nên dùng cái kim ngân hoa. Và khi dùng thì tốt nhất là lên khám và được sự hướng dẫn và tư vấn của bác sĩ. Thưa quý vị và các bạn, nếu chúng ta tìm hiểu kỹ một chút, loại cây này lại có rất nhiều tác dụng cho sức khỏe. Vì thế, bạn có thể sử dụng kim ngân để điều trị các bệnh cơ bản. Đến đây, chuyên mục vị thuốc quanh ta của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Điện Biên xin phép được kết thúc. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang web dienbientv.vn hoặc kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.